Rồi hồi nãy ông nói tháng 10 ít người khóc lung, bây giờ ông nói trở lại tháng 10 nữa. Ông nói tháng 10 giặc đánh có trộm, chúng sanh hãy gán lo phương tu hành. Bây giờ chúng ta tháng giêng mà bây giờ còn cái tháng 10 chưa tới thì chúng ta nên cố gắng đi. Chúng ta nên cố gắng lo tu đi. Đó. Tới ra ông nói tháng 10 giặc đánh có trộm, chúng sanh hãy gán lo phương tu hành. Nha. Rồi ông nói năm dê tan gã đã đành, nghe quý vị. Tới cái năm dê là nó khổ dữ lắm luôn đó. Tan gã là tan hết. Tan là coi như là chụp chụp vũ trụ này đó. Ông nói năm dê tan gã đã đành, tan điền, điền là ruộng. Ruộng mà là nếu tan là sụp sụp đất nó mới tan 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 đất được. Nó mới tan điền được. Ông nói tan điền thương hải cũng đành lòng dân. Quý mùi bá tánh gian nan, dương gian phải chịu vô vàng đắng cay. Chúng nó tháng 3 đó, sống chết chẳng hay. Bây giờ mình cái tháng giêng phải không? Mà là mình có thấy là chưa có tới tháng 3, mình chưa có lo. Ha? Thành tới ra bây giờ mình thấy là gán. Chứ ông nói tháng 3 sống chết chẳng hay đó. Tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc lung. Là tới cái tháng 10 đó coi chừng. Đó là không còn là vui vẻ ngày ngày xưa nữa nghe quý vị. Khóc là nhiều đó, là tại vì cha chết, mẹ chết, con mình chết. Rồi là nhà cửa tan nát hết trơn. Rồi là tới chừng đó là khóc là nhiều chứ cười không có bao nhiêu. Nó thành thử ra ông nói tháng 10 nhâm ngủ ít cười khóc lung. Ông nói chạy đâu? Chạy đâu cho khỏi ức mùng. Bây giờ dịch bệnh này quý vị chạy đâu nè? Chạy trốn đâu nè? Chỉ có cái cách chúng ta tu thôi. Chứ không có chạy nào chạy đâu được hết. Chúng ta chỉ có tu mới hỏi qua là cái bệnh này là bệnh trời đưa xuống các chư tướng xuống gần trần thế. Là chỉ có trời là ngăn chặn bệnh này là không cho vô người chúng ta thôi. Chúng ta chỉ có lo cúng lại và lo niệm Phật thôi. Chứ ông nói chạy đâu cho khỏi ước mùng. Linh đinh bá tánh vô cùng thở than. Đi tới đâu ai cũng than thở ở trên là mình có một người than ở bằng trên Bình Dương đó chết rồi thiêu luôn. Cha mẹ chết rồi cũng thiêu luôn. Rồi là dịch bệnh tấn công mà ăn không được nợ nàng tứ hướng ở trên cũng là than thở chứ. Ông nói chạy đâu cho khỏi ước mùng. Linh đinh bá tánh vô cùng thở than. Người thương người tím ruột bầm gan. Bây giờ tím ruột mà bầm cái gan còn sống không quý vị? Chắc phải chết đó. Thành thử ra ông nói thương người tím ruột bầm gan, than nằm như củi. Bây giờ quý vị thấy cái lề đường của chúng ta đi đầu này đầu kia chúng ta thấy củi nằm ở bên lề đường chúng ta đâu quan tâm. Nhưng mà sau này đó là chết nằm như củi với quý vị. Nằm là theo lề đường là nằm như củi đó. Không nói than nằm như củi. Lầm than chập chồng. Lầm than chập chồng là nói thí dụ từ đó giờ chết một người chôn một lỗ thôi. Nhưng mà sau này đó là coi chừng là cua ba nó múc một cái là đẩy xuống một lần là mấy trăm người. Thành thử ông nó than nằm như củi lầm than chập chồng. Chập chồng là chôn chồng chồng lên, nó đẩy xuống là chồng chồng lên. Rồi ông nói than bà ba tánh khóc đồng. Và tại vì ông nói xa gọi lại nói gần đó. Nhưng ông nói tháng 3 ông nói qua gọi bà động trả lại tháng 3. Ông nói tới tháng 10 động trả lại tháng 3. Ông nói tháng 3 ba tánh khóc gồng. Bị tằng nó giết, máu hồng tuôn rơi. Nó tằng là gì quý vị? Coi chừng Trung Quốc nghe, nó qua nó giết chúng ta nữa đó. Có đoạn khác Đức Thầy mới nói là lao sao bể bắt non tằng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho gõ tài ba cùng nhau giành giật mới là thế phơi. Nó mà là ông nói là tháng 3 ba tánh khóc gồng, bị tằng nó giết, máu hồng tuôn rơi. Tới tháng 5, tháng 6 mới rụng rợi chứ. Bây giờ chúng ta mới còn tháng giêng gán tu đi quý vị ơi. Chứ bây giờ là nếu thí dụ giờ chúng ta gán cúng lại gán niệm Phật đây tới tháng là tháng 7, tháng 6, tháng 7 coi chừng mình cũng được mới vốn rồi. Đó. Rồi là mình cũng dù gì mình cũng chống chổi nổi với cái dịch bệnh này. Đó. Thành tới ra ông nói tháng 7, tháng 8 nửa đời bá gia. Rồi lớp binh khí, lớp thì binh ma. Binh khí là bây giờ quý vị thấy không? Các nước trên thế giới nó chế hạt nhân trái nào trái nấy là mấy chục tấn không? Mà nó chịu buông ra rồi một cái đó là quy toàn cầu này sụp hết chân thành biển chân. Thành thở ra ông nói lớp thì binh khí, lớp thì binh ma. Binh ma là gì? Binh ma là tất nhiên là trên trời đưa xuống các cái là chư tướng xuống gần trần thế, gọi là những cái ma mà những cái người mà không tu đó, chết rồi thành ma thì phe nó nhau bắt với nhau. Thầy mới nói là ông ba mới nói là con Phật Phật dắt, con ma ma bắt, con quỷ quỷ diệt. Nó tới chừng đó là tự nó bắt hồn mấy quý vị, không phe nó là nó bắt hồn với nhau trời. Nó thành thử ông nói lớp thì binh khí, lớp thì binh ma, lớp nào ban cái, lớp nào binh dương. Nó ban cái là nước ngoài á, chúng ta ở đây mình kêu bằng tỉnh, tỉnh này tỉnh kia chứ nước ngoài nó kêu bằng cái bang.
là nó 5-7 tỉnh nó kêu bằng cái bang. Ông nói lớp nào bang cái, lớp nào Bình Dương, nó là nó kéo vô là từ kia kéo nước ngoài nó kéo vô là kêu bằng cái bang. Cái bang là nó kéo rất là nhiều cái bang vô đây. Ông nói lớp nào bang cái, lớp nào Bình Dương, rồi mùa màng thác bát thảm thương hết trơn. Đó, đây bắt đầu mùa màng bắt đầu tới đói nha quý vị, tới đói đó. Ông nói mùa màng thác bát thảm thương. Đó, từ lúc đó ai cũng đồng đạo hồng đồ kêu rủ đi chùa đi núi nó dễ gì, chứ này mà ruộng à là mướn đất đồ làm nhiều lắm không có đi được đâu. Nó thành thử ra là tới chừng đó mùa màng thác bát nó mới thảm thương hết trơn, bắt đầu ngó lên bãi núi tư lương trong lòng. Lúc đó kiếm những cái người mà đồng đạo rủ đi chùa đi núi lúc đó kiếm không có được, mà chị hợp lên trên núi rồi lúc đó mới là trong lòng mới buồn bã. Thành thử ông nó ngó lên trên núi tư lương trong lòng, rồi có khi lửa cháy phập phồng nghe quý vị, cháy lên núi cấm mà chạy vòng đội ơn. Đó, tới chừng đó là có đoạn đức thầy nói nước kia lửa nọ tưng bừng hết trơn, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Lẫy lừng nạn tai là rất là nhiều cái tai nạn. Thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không lo tu niệm, cũng tại chúng ta nè, chúng ta không lo tu niệm, cứ mãi mê ngạo biến và phê phán. Mãi mê là chúng ta còn mê cái cõi này nè, còn ham giàu có đó. Người có khi người ta tỉnh ngộ người ta cúng lại cái cười người ta, quý vị cũng đừng nên cười người ta, tại người ta đã tỉnh rồi mình còn mê mà mình cười người ta đó. Thành thử đức thầy mới nói cứ mãi mê ngạo biến và phê phán. Phê phán ta đây giàu có, ta đây có tiền của, sau này quý vị khổ lắm đấy nha. Quý vị đừng có nên như vậy. Nói thí dụ giờ người ta đã tỉnh rồi ta cúng lại mình coi theo cái người ta, tại sao từ đó giờ người ta gian ác tôi, hoặc là ta là sớm chờ người ta không có thuận với ai, nhưng mà giờ người ta đã tỉnh rồi mình phải học theo những người đó để chúng ta lo tu. Chứ đời này giờ nó đã sát một bên hết rồi, mà chúng ta cứ đừng mình cứ cười ta hoài tới này, tới sau này chúng ta phải chịu ảnh hưởng. Thành thử đức thầy nó cứ mãi mê ngạo biến và phê pha, đến nay là buổi tai nạn tam thiên lục bá sắp chàng hay dân là trên trời đưa xuống trừng trị những người hung ác. Nó thành thở ra ông nói là dưới đất bằng này nè nước và lửa nó sẽ cháy khắp cả vũ trụ này chân luôn. Thành thở ra ông nói là có khi lửa cháy phập phồng cháy lên núi cấm chạy vòng qua đội ôm nha. Đó. Rồi hồi nãy ông nói tháng 10 ít cười khóc lung, bây giờ ông nói trở lại tháng 10 nữa. Ông nói tháng 10 giặc đánh có chồm, chúng sanh hãy gán lo phương tu hành. Bây giờ chúng ta tháng giêng mà bây giờ còn cái tháng 10 chưa tới thì chúng ta nên cố gắng đi, chúng ta nên cố gắng lo tu đi. Đó. Tới ra ông nói tháng 10 giặc đánh có chồm, chúng sanh hãy gán lo phương tu hành. Đó. Rồi ông nói năm dê tan gã đã đành nghe quý vị. Tới cái năm dê là nó khổ dữ lắm luôn đó. Tan gã là tan hết, tan là coi như là chụp vũ trụ này đó. Ông nói năm dê tan gã đã đành, tan điền, điền là ruộng. Ruộng mà là nếu tan là sụp đất nó mới tan đất được, nó mới tan điền được. Ông nói tan điền thương hải cũng đành lòng dân. Đành lòng dân là nó ví dụ giờ là mặn là từ đó giờ mình cứ là ham giàu cứ làm hoài theo hoài. Thành thử ra hồi nãy thì ông nói mùa màng thác bát thảm thương mới cứ thác thôi, còn cứu giãn được còn sống được. Nhưng mà bây giờ ông nói trở lại tan điền, điền là ruộng, ruộng là đất, đất mà nó sụp hết rồi thì tan thành nước. Nó thành thử ông nó tan điền thương hải cũng đành lòng dân, cũng đành cái lòng mình đó, không chịu lo tu, cứ chạy theo lo làm án hoài. Tan điền thương hải cũng đành lòng dân. Rồi ông nói xa rồi lại nói gần, hết đời ông Phật mà ông nói hết đời còn gì nữa quý vị. Ông nói xa rồi lại nói gần, hết đời kêu ghéo cho chằng gán theo. Đó. Mà ông kêu ghéo từ năm 1939 tới giờ chứ phải ông mới kêu đây đâu. Ông Phật đức thầy xuống đây là kêu năm từ 1939 tới giờ, mà ông kêu mà còn ghéo chúng ta là giết lặng lo tu lặng mà siết để không tới chừng đó cái công đức của chúng ta có không đầy đủ được thì chúng ta phải gớt, chúng ta phải là vô cái cảnh khổ não. Thành thử ông nó hết đời kêu ghéo cho chằng gán theo. Rồi ông nói màng cho chó chết cũng nghèo quý vị. Bây giờ là ông nói màng cho chó chết cũng nghèo quý vị, là thường thường ta nói nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo chỗ đó. Bây giờ nghèo thì mình cố gắng lo tu đi, đằng sau này là chúng ta có cái đạo đức nó cũng đỡ chút. Thành thử ông nói màng cho chó chết cũng nghèo, gán theo một đạo hiểm nghèo cũng mê. Một đạo là quý vị phải nắm chặt giáo lý đức thầy nha, một đạo là đạo hòa hảo, phải một đạo. Cho nên quý vị mà là
chạy chạy theo cuốn vạn lạ. Tôi nói thí dụ cũng như hai chiếc thuyền vậy. Mà quý vị đứng một giò bên này, đứng một giò bên kia, hai chiếc thuyền này nó dạt ra là quý vị lọt cái sông cái đục. Thành thử ra chúng ta phải nắm chặt giáo lý Đức Thầy, làm theo là chỉ ngày gài mới gặp ta ha. Chứ mà là mình tu theo Thầy mà cứ chạy chạy theo đó là cứu giảng lạ, chạy chạy theo người khác. Đức Thầy nó cát đạo tà, mưu khéo âm thầm, gian gắn tránh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên găng nhiều chỗ, dùng phép màu là mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, xa chạm bẫy khó mong sống sót. Thành thử ra bây giờ chúng ta phải nên nắm chặt giáo lý Đức Thầy. Tự ông nói gán theo một đạo hiểm nghèo cũng mê. Rồi ông nói mấy người chẳng có tin tôi, sao đây sẽ thấy. Sao đây sẽ thấy, bây giờ chúng ta chưa thấy, chúng ta chưa tin phải không? Ông nói sao đây sẽ thấy, việc đời. Ôi thôi, ôi thôi là thấy tận mặt. Thấy là lúc đó là chúng ta thấy tận tượng hết rồi chúng ta mới tin. Thử ông nói sao đây sẽ thấy, việc đời ôi thôi. Rồi ông nói bao giờ còn mạnh như châu. Lớn con mạnh quá ai xô núng nào. Bây giờ quý vị thấy đó là dịch bệnh vừa rồi đó, nó trùng bộ với Nam Châu. Nam Châu vừa rồi đó là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, quý vị thấy. Ông nói bao giờ còn mạnh như châu, lớn con, mạnh quá, ai xô núng nào. Bây giờ quý vị thấy châu Á, châu Âu, châu Mỹ đó, nước nào đánh nó nổi? Không có nước nào đánh nó nổi chứ. Mà là Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là bao giờ còn mạnh như châu, lớn con, mạnh quá, ai xô núng nào. Mà dịch bệnh này quý vị thấy châu Á, châu Âu, châu Mỹ nó chết đầm ấm hết trơn hay không? Nó thành thử ra nó trùng bộ với Nam Châu vừa rồi đó, quý vị thấy nó chết dữ tợn không? Nó mà là ông nói bao giờ còn mạnh như châu, lớn con, mạnh quá, ai xô núng nào. Nước lớn mà ai dám đánh nó. Nhưng mà dịch bệnh này nó phải bó tay cho. Rồi ông nói con sủ nó lớn biết bao, có khi ngã xuống một giây tiêu tàn. Đó. Là con châu mình thấy nó bự con vậy, đụng vô rồi là chịu là chết liền. Đó. Mà các nước trên thế giới bây giờ nước nào cũng vậy. Là tiêm toxin, toxin đồ tùm lum cho chứ mà đụng vô cũng chết đầm ấm hết trơn. Đó. Thành thử ông nói con sủ nó lớn biết bao, có khi ngã xuống một giây tiêu tàn. Vì con dê thấy vậy rõ ràng, bằng tăng sĩ phân tàn thế gian. Là bằng tăng sĩ là Đức Thầy phân tàn thế gian là cho chúng ta biết trước hết mà chúng ta không lo. Đó. Thành thử ra bây giờ mình nên cố gắng trở lại, gắng lo tu chứ để không còn kịp nghe quý vị. Em cháu thì cũng dốt nát, để chia sẻ với quý vị cũng hết lời, để quý vị nắm bắt cái cơ hội để gắng mà lo tu. Đó. Còn có đoạn khác cho ông cho chúng ta biết đó. Đó là Sài Gòn ở trên chảnh đó. Bây giờ là nó đang quạnh hiu rồi. Đó. Bạc Liêu tiệt gốc nghe quý vị. Châu Đốc dở dang, Tăng An không chủ, trợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có thuyền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Bến Tre thảm sầu, Mỹ Tho hữu khước, Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ lao sao gán chạy cho mau vô chùa mà chốt. Cần Thơ hết vốn hết gạo hết tiền, tại tỉnh Long Xuyên ghe thuyền không bến, nhà giàu có không có cơm ăn. Tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy, ruộng không người cấy, nhà cửa quạnh hiu, cuộc thắt chính chiều con kêu cha mẹ. Ngó qua vạch giá chợ nọ bắt hoàng, nhưng phải bình tĩnh mới khỏi đau binh. Tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa, hủ dầu bị nữa bến cát tan quang, nước tràn nổi dậy. Mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dại. Bài dê đang chạy, khỉ nhảy vô rừng, trước mặt đám đưng, sau lưng bến cát. Thành thở ra bây giờ ông nói cho chúng ta khắp chợ cho, mà chúng ta không có tin nữa. Thì thôi bây giờ quý vị nên cố gắng là trở lại, đó là gán mà lo tu. Rồi kết thúc chưa? Đó, gán mà lo tu chứ bây giờ là để không còn kẹp nghe quý vị. Thì bây giờ là tôi xin chia sẻ qua quý vị qua một cái đoạn khác cho quý vị là nắm bắt để mà là gán mà lo tu nha. Có đoạn khác không cho chúng ta biết đó là bây giờ chúng ta đang qua cái mùa đông phải không? Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết rằng cái bài thu đã cuối đó. Đức Thầy nói thu đã cuối bắt lai gai thổi, thì cái cuối vừa cuối hạ thu vừa rồi bắt đầu qua cái mùa đông. Thì bây giờ quý vị, bây giờ dịch bệnh này là nó đang tấn công trở lại cánh bắc vô nữa. Mà Đức Thầy viết cái bài thu đã cuối đó, Đức Thầy nói thu đã cuối bắt lai gai thổi đó, bây giờ là đang dịch bệnh nó đang thổi vào cánh bắc đi, giờ trở vô đây nữa đó. Đó, thành tử ông nói thu đã cuối bắt lai gai thổi, xét cõi lòng chạnh nổi thương tâm. Là Đức Thầy xét lòng của Đức Thầy chạnh nổi thương tâm, là Đức Thầy thương hết trơn cả vũ trụ này nè. Nó thành thử Đức Thầy nó xét cõi lòng chạnh nổi thương tâm, canh chàng tổn thức đứng nằm. Là năm canh tí vừa rồi đó,
quý vị thấy dịch bệnh này nó vừa tấn công vô là Đức Thầy đứng cũng yên mà nằm cũng yên nữa đó quý vị. Quý vị suy nghĩ tới rất là thương Đức Thầy. Đức Thầy thương chúng ta, thương hết trơn muôn loài vạn vật và súc sanh. Thành thử ra Đức Thầy nó canh tràn là canh tí vậy rồi, tổn thức đứng nằm. Đức Thầy ăn đứng không yên mà nằm cũng không yên. Nó thành thử ra ông nó canh tràn tổn thức đứng nằm, phiền ba xe ngựa ù ầm bên tai. Bây giờ quý vị không có biết đó, Đức Thầy cho chúng ta biết là cái cơ Đức Thầy nghe chứ. Đức Thầy nó phiền ba xe ngựa ù ầm bên tai là bây giờ các nước trên thế giới giờ nó đang tập chặn với nhau. Nó tập chặn với nhau là xe ngựa nó đang tập chặn ở chân. Thầy tử ông nó phiền ba xe ngựa, Đức Thầy nghe bên tai chứ. Phiền ba xe ngựa ù ầm bên tai là Đức Thầy nghe chân. Đức Thầy nó nguồn nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, chấm vào nghiêng chỉ xiết ngại ngùng. Là nguồn mây bạc là gì? Là Đức Thầy cũng như cái nguồn mây trên trời xuống đây. Nó thành thử Đức Thầy nó vào sát tràn nước mắt chứa trang thấp bá tánh nghe lời thì ích. Là tất nhiên là Đức Thầy chuyển kiếp xuống đây cũng như là nguồn mây xuống, chứ không phải như là chúng ta cha mẹ chúng ta sanh chúng ta ra. Nhưng mà tại vì đó là sanh vào con của Đức Bà để cho chúng ta biết, cũng như là người là chằn mắt thịt của chúng ta chứ. Nhưng mà Đức Thầy nói là vào sát chằn, Đức Thầy xuống đây là cũng như là vào vào sát chằn. Thành thử Đức Thầy nó nguồn mây bạc cuốn quay mũi giết, nó mũi giết là Đức Thầy giết ra chấm vào nghiêng chỉ xiết là chỉ thúc nha quý vị, chỉ xiết là chỉ thúc ngại ngùng. Cũng bung sao lại phế bung là Đức Thầy cho chúng ta biết, cũng bung là sao lại phế bung là sao? Cũng tình đồng loại, cũng tình loài người với nhau, mà tại sao là giành biển đông mà cứ đánh với nhau hoài? Thành thử ông nó cũng bung sao lại phế bung là phế bung là tình đồng loại đó. Cũng bung sao lại phế bung, một bầy ngơ ngác cội tùng còn sao, là một bầy là nguyên cả vũ trụ này nè, gốc của chúng ta trên thượng đế đó, xuống đây nè. Thành thử ra là nếu mà chúng ta quậy hoài là chúng ta không có về được cái cội tùng, là cái nguồn gốc ở trên thượng đế nó. Thành thử ra ông nó một bầy ngơ ngác cội tùng còn sao, thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, tăng sĩ là Đức Thầy, thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, dội đem lòng ích kỷ hạ nhân. Ôi đời yểm tủ nghinh tăng, nghinh tăng là ngang tàn và bạo ngược nó. Ôi đời yểm tủ nghinh tăng, gùng gùng xó bỏ Phật thần tánh tiên. Là Đức Thầy cho biết rằng Đức Thầy là ông Phật, ông Thánh, ông Tiên xuống đây chứ không phải là thường đâu, mà là thấy là Đức Thầy hiền rồi cứ ăn hiếp. Thành thử ra ông nó thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chí, dội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm tủ yểm tăng, gùng gùng xó bỏ Phật thần thánh tiên. Thành thử ra bây giờ quý vị nên cố gắng, là Đức Thầy cho chúng ta biết là bài thu đã cuối đó, là bây giờ nó đang tràn vô cánh bắc nữa đó, dịch bệnh này nó đang tấn công vào cánh bắc nữa đó nghe quý vị. Nó thành thở ra ông nó thu đã cuối, bắt lai ra thổi nó. Quý vị thấy cuối vừa cuối thì thu năm vừa rồi đó, bây giờ bắt đầu qua mùa đông rồi nè, mà bắt đầu là ông nó bắt lai ra thổi là cánh bắc đó, giờ dịch bệnh nó đang tấn công trở vô nữa đó. Nó thành thở ra là cho chúng ta biết là nó đang vô cánh bắc nữa đó. Quý vị nên cố gắng nha, chứ giờ là không tu là không còn kịp nữa. Thành tới ra giờ tôi cũng chia sẻ với quý vị một cái đoạn này để cho quý vị nắm bắt cái cơ hội để gót nhẹ vào lòng để tu cho kịp thời gian sắp tới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.